Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Kiều Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay hai vợ chồng Kiều sẽ đi biển ở Incheon, Incheon Công Hoang. Cái này là cái biển ở gần sân bay ở Incheon đó mọi người. Hôm nay mời mọi người đi khám phá chung với Kiều coi ở biển có cái gì nha. Bây giờ là Mexico. Chico Mexico. Bây giờ là 10 giờ rưỡi rồi, 10 giờ rưỡi đi mà mình ở bên hàng này là 8 giờ rưỡi bên mình này đó. Đi ban đêm này á, mình khám phá coi nó có những con ốc mà bự giống như mọi người đã đồn đãi không nha. Hấp dẫn lắm đó mọi người ơi. Cùng đi chung với Kiều nha. Xô nè, cây nè. Malika. Như lời đồn mà có mấy ngốc hương này nè. Trời ơi, chà bá lửa luôn. Nó không có bự lắm nè. Lụm nãy giờ được nhiêu đây nè. To ốc nhỏ không. Trời ơi, nhưng mà ốc này ngon dữ lắm nè. Bự là hơi là bị ngon lắm nè. Nấu mì nấu lẩu đó, mọi người ơi. Đây nè. Mình thấy giống như ta. Nhìn nó nhỏ gì thôi chứ nó thịt dữ lắm á. Nhóc chờ ha. Thôi chừng muối nè. Wow. Thấy nó nhỏ vậy thôi chứ nó thịt lắm á. Ô, vô cái mỏng ta. Vô. Lụm vàng. Lụm vàng mọi người. Nhìn nó giống như đá, nhìn cái màu nó tiệt cái màu nó giống như màu đá. Trời. Nên nhìn không ra. Đây. Ồ, một ổ đây luôn nè, trời ơi, lạ trời nè, xôi. Vô kia bà. Một ổ đây luôn nè. Thấy con này không? Mọi người ơi, thấy con này không? Nó giống như cái màu đá là nhận không ra đâu. Nè, be nè. 1 2 3. Tèng. Thật nè, thấy chưa? Con kia mà đai ô. Yuki. Wow. Cookie manayu. Khay chua. Trong hốc này phải dùng cái cây kẹp này mới được. Wow. Trong hốc này phải dùng cái cây kẹp mới kẹp nó ra được. Đi giấc tối á, khi mà nước nó xuống rồi á mới đi tìm ốc được. Phải đợi giờ tới khuya như vậy nè, 11 giờ nó mới thấy ốc mọi người ơi. Ô. Quá. Khô ta. Trời ơi, con này bự này trời ơi. Cacao thơ chảnh bay. Con này bự này trời ơi. Ở trong hốc nha. Trong hốc thì con bự, ở ngoài thì con nhỏ. Thật không. Tìm ở trên đây. Trời lại trộn. Cái màu nó giống như này không thấy. Không luôn á. Nè, nãy giờ được 15 phút được nhiêu đây nè mọi người ơi. Đó. Kiếm nữa thôi. Dưới kia nè. Phật ti. Trời là trời, sao ngay ổ hay sao mọi người ơi. Quá trời. Này ngay ổ thiệt rồi. Nó trong tiệt. Chinh chà là ngay ổ nè. Ôi trời, con bự nè. Ôi nó muốn khô. Nè. Thịt không đó. Đây nữa nè. Trời.
quá trời nhiều. Ui chà, ui chà, y liu à. Nè, trụ lời trồi. Ừ. Vô kì. Mì hay là nấu lẩu ăn là nhức nách. Nè, nhiều chưa? Ôi trời. Cái thùng đâu rồi? Thùng thùng ở tiêu chí. Ôi trời. Rồi mọi người ơi, coi ba. Một xô luôn, trời ơi. Nè, một xô luôn. Một xô luôn. Còn nữa trời ơi. Cái này lụm giống như cá vàng á. Nó đậu ở trên nhét đá nhìn lụm giống như cá vàng. Thì mọi người ơi, bây giờ cuộc hành trình bắt ốc đã kết thúc rồi. Bây giờ đây là kết quả bắt ốc của hai vợ chồng Kiều nè. Mọi người nhìn coi. Mọi người nhìn đây. Nè mà anh á, trời ơi nhiều chưa? Gần cả thùng luôn á mọi người ơi. Nè. Đó. Nhìn ốc. Nhìn ốc tươi ngon ghê chưa? Đi bày kìa. Đi chi? Nhìn ốc tươi ngon cho mọi người nè. Trời ơi, gần cả thùng luôn á. Đã chưa? Đó. Đó thu hoạch của hai vợ chồng nè. Nhiều chưa? Nhiều chưa? Trời ơi. Ai mua ốc đây? Ai mua ốc đây? Cô mắc xa xeo, xa xeo. Đã quá à. Nè, quá trời đã luôn á. Trời ơi, đã quá à. Nấu mạnh thôi tờ. Nấu mạnh hả chị? Wow, ủm trong mạnh á. Trời trời, thiệt có thấy ham dễ sợ luôn. Nhưng mà đi giờ này nước nó rút mấy xuống. Bây giờ nước biển lên rồi. Bây giờ nước biển lên này không có bắt được nữa, nhưng mà còn nhiều lắm đó nghe. Nếu mà bắt tới sáng mai là còn sáng mai, nhưng mà nước biển nó đang lên là nguy hiểm lắm, không có bắt được. Giờ bắt cả thùng này là hai vợ chồng ăn đã luôn rồi. Cảm ơn mọi người, video của Kiều đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Nếu mà mọi người yêu thích kênh của Kiều, hai vợ chồng của Kiều Cuộc Sống ở Hàn Quốc, thì đăng ký like ủng hộ Kiều nha. Cảm ơn mọi người. Chào mọi người nha. Xin chào mọi người.